Phù thủy tiến cung. Ngày xưa có hai anh em nhà kia mồ côi mẹ, phải sống với mẹ ghẻ vốn là một mụ phù thủy độc ác. Nhân lúc hai mẹ con mụ phù thủy ngủ say, người anh đưa em gái bỏ trốn khỏi nhà. Anh khát nước quá mà nghe như có tiếng suối đâu đây. Hai anh em ngươi muốn bỏ trốn đi sao? Ta sẽ phù phép vào tất cả các con suối trong rừng để xem các ngươi làm thế nào. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành thú dữ xé xác em mất. Thôi, đợi đến suối sao vậy? Một con suối nữa này em ơi. Ai uống nước ta sẽ thành chó sói. Anh ơi, anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành chó sói ăn thịt em. Đến suối sao? Em muốn nói gì thì nói, thế nào anh cũng phải uống, anh khát quá rồi. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Anh ơi, em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành con mang bỏ em mà chạy. Anh không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ chết khát mất. Anh phải sống. Anh ơi, anh ơi, anh cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ rời anh mang ra đâu. Anh mang ơi, ở đằng kia có một ngôi nhà bỏ hoang, chúng ta có thể vào đó ở tạm. Mang hãy nằm ở đây nhé, mang đừng ra ngoài kẻo nguy hiểm, để em đi tìm gì cho hai anh em mình ăn nhé. Chúng ta hãy săn về những con thú tươi ngon nhất nào. Em ơi, em hãy cho anh ra ngoài đó, anh không chịu được nữa. Không được đâu, nhỡ anh bị thợ săn bắn đi mất thì sao? Em đừng lo, anh sẽ không sao cả. Suốt ngày ở trong nhà khiến anh không thể chịu đựng được. Nhưng thế nào chiều tối anh cũng phải về nhé. Em sẽ đóng cửa lại, để đề phòng bọn đi săn độc ác. Anh về nhớ gõ cửa nói: em ơi, hãy mở cho anh vào, để em nhận ra anh. Nếu anh không nói thì em không mở cửa đâu nhé. Được rồi, em cứ yên tâm, anh đi nha. Cuộc sống tự do thật thoải mái. Con mồi lớn đây rồi, hãy đuổi theo và bắt lấy nó. Em ơi, hãy mở cửa cho anh vào. Một con mang biết nói, thưa đức vua. Anh ơi, anh hãy nằm nghỉ cho khỏi nhé. Anh không nhịn được nữa đâu, anh đi đây. Không phải dễ mà bắt được anh đâu. Anh đang bị thương, lần này mà họ bắt được anh thì họ giết anh mất. Không, em không để anh đi đâu. Anh không còn thấy đau nữa rồi, hãy để anh ra ngoài, chứ ở đây anh buồn chán chết mất. Thôi được, nhưng đến tối anh phải về nhé. Nhớ nói câu em dặn đấy. Các người hãy đuổi theo con mang cho ta. Dạ thưa đức vua. Em ơi, hãy mở cửa cho anh vào. Ngài là... Mang của tôi đâu? Này cô gái xinh đẹp và dịu dàng, nàng có muốn theo trẫm về cung làm hoàng hậu không? Thiếp... nhưng xin cho Mang đi cùng, thiếp không bỏ Mang đâu ạ. Mang sẽ ở với nàng suốt đời và sẽ không bao giờ... hưởng sung sướng như vậy. Mẹ ơi, con phải được làm hoàng hậu cơ. Con cứ yên tâm, ta sẽ có cách. Tao lệnh bà, nước tắm đã sẵn sàng, mời lệnh bà đi tắm cho khỏe người ạ. Từ nay con sẽ là hoàng hậu của hoàng cung này. Con của ta, ngủ ngon nhé. Mang của ta, ngủ ngon nhé. Thưa đức vua, có chuyện này lạ lắm ạ. Có chuyện đó sao? Đêm nay ta sẽ thức trông con.
Con của ta, ngủ ngon nhé. Hoàng hậu yêu quý của ta là nàng phải không? Sao nàng lại ra nông nỗi này? Chính là em đây. Chuyện là cô kể lại cho vua nghe, vua tức giận, lệnh xử chết hai mẹ con Mụ Phù Thủy. Đúng lúc đó, lời nguyền của Mụ Phù Thủy biến mất. Hoàng hậu sống lại, còn Mang thì hiện nguyên hình thành người trở lại. Hãy để con ước mơ. Mẹ ơi, sau này lớn lên con sẽ làm lính cứu hỏa mẹ nha. Tuyệt lắm, mẹ ủng hộ con. Hôm nay cạnh trường con có một đám cháy to ơi là to mẹ ạ. Ồ thế à, nguy hiểm quá. Nhưng chỉ vài phút sau là các chú lính cứu hỏa đến mẹ ạ. Thật may quá. Vâng ạ, đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Thật tuyệt phải không mẹ? Nhưng để làm được lính cứu hỏa thì con phải thật khỏe mạnh mới được. Mau vào tắm rửa sạch sẽ rồi còn vào ăn cơm nữa con. Dạ. Thưa bố mẹ, con ăn xong rồi ạ. Xong rồi qua đây bố hỏi thăm chút nào. Vâng ạ. Tuần này con trai của bố được mấy điểm 10 để bố thử nào? Tuần này ít kiểm tra nên con chỉ được có mỗi 2 điểm 10 thôi bố ạ. Con cố gắng học giỏi để sau này con trở thành giám đốc giống bố nha. Con không muốn trở thành giám đốc nữa đâu bố ạ. Tại sao? Dạ là vì con thấy chẳng có gì vui nếu làm giám đốc cả. Thế con muốn sau này lớn lên sẽ làm gì nào? Con muốn trở thành lính cứu hỏa bố ạ. Mẹ ủng hộ. Thôi, con vào phòng đọc sách đi, ngoan lắm. Dạ. Em à, anh nghĩ là vợ chồng mình nên định hướng cho con ngay từ bây giờ. Nam cũng đã 8 tuổi rồi. Em nghĩ là chưa cần phải vội thế đâu anh ạ. Trước hết mình dạy con cách yêu thương, cách quý trọng bản thân, quý trọng lao động là tốt rồi. Thì anh vẫn để cho em toàn quyền trong chuyện dạy con đấy thôi. Thôi được rồi, chuyện này tính sau. Ngày mai anh được nghỉ, em có muốn cả nhà đi đâu chơi không? Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai vợ chồng mình đưa con về thăm quê đi anh. Chắc chắn là Nam sẽ rất thích đó. Được. Mẹ ơi, kia là gì thế mẹ? Là cò trắng đó con. Thế kia là gì hả mẹ? À, đó là cái lò gạch. Lò gạch để làm gì hả mẹ? Thợ đóng gạch sẽ làm ra gạch rồi xây nhà, xây phố đó con. Chúng ta sẽ có những ngôi nhà thật đẹp từ những viên gạch đó con ạ. Ồ, hay quá, tuyệt vời quá. Vậy sau này con làm thợ đóng gạch được không hả mẹ? Ai lại đi mơ ước làm thợ đóng gạch bao giờ hả con? Tại sao lại không được hả bố? Con nghĩ đó là một việc rất có ích mà. Đúng thế con yêu ạ. Con có thể trở thành bất cứ ai mà con muốn, miễn là trở thành người có ích là được rồi. Mỗi lần về quê, trong lòng anh lại thấy rất thư thái. À, bà Nam chạy đi đâu rồi em? Nó theo bà ngoại đi sang nhà hàng xóm câu cá rồi. Thằng bé tò mò quá, động đến cái gì cũng hỏi. Ừ, ham học hỏi thế là tốt. Mong là sau này thằng bé sẽ là người tài giỏi, thành đạt, giàu có. Anh à, em nghĩ chúng ta không nên đặt nặng những tham vọng của người lớn lên đôi vai con trẻ. Ước mơ của nó là ước mơ vô cùng trong sáng. Chúng ta cũng cần tôn trọng con anh ạ. À, nhưng anh không đồng tình với em được. Em khuyến khích con trở thành một lính cứu hỏa, một người đóng gạch. Đó đều là những công việc bình thường, rất vất vả, chẳng ai muốn làm cả. Như thế thì làm sao con cố gắng học hành được? Chỉ là em đang tôn trọng cảm xúc của con mà thôi. Anh yên tâm đi, Nam vẫn học hành chăm chỉ và còn học khá tốt nữa mà. Em chỉ sợ con mình chỉ biết học như một cái máy mà không thực sự hiểu biết về cuộc sống xung quanh của nó. Em chẳng thực tế chút nào hết. Điều đó thì khi lớn lên nó khắc tự biết. Nhiệm vụ của nó lúc này là phải học hành thật tốt để sau này lớn lên trở thành người thật xuất chúng, thế thôi. Anh biết không,
con mình muốn trở thành lính cứu hỏa vì nghĩ họ có thể cứu người và bảo vệ tài sản cho những người khác. Con mình muốn trở thành thợ đóng gạch là vì những viên gạch ấy có thể xây dựng nên những công trình mới. Con muốn những điều tốt đẹp không chỉ cho nó mà cho tất cả mọi người. Những suy nghĩ đó của con thật đáng tự hào mà, phải không anh? Bố ơi, mẹ ơi, lớn lên con sẽ làm người câu cá nhé. Bố mẹ sẽ không bao giờ sợ bị đói đâu ạ. Con sẽ nuôi bố mẹ suốt đời luôn. Bố hiểu rồi, cảm ơn con. Hãy cứ mơ ước nhiều con nhé. Hãy trở thành người mà con thấy mình được hạnh phúc và có ích nhất con ạ. Tiền đóng học phí. Cháu chào bác ạ. Quân đó hả? Sao không ở nhà ôn bài đi, cứ ra đồng lấy rơm lấy cỏ suốt vậy? Dạ, cháu tranh thủ lúc nghỉ ra ngoài làm chút cho thoải mái bác ạ. Ừ, chịu khó mà ôn thi cho tốt cháu nhé. Có gì khó khăn cứ sang nói với bác hai, giúp được bác sẽ giúp. Dạ, vâng ạ. Ông à, chuyện gì vậy bà? Dạo này rau bán cũng được ông à. Mai tôi lại bán thêm một mẻ nữa, thế là lại dành dụm thêm được ít tiền. Tốt quá, vậy là chắc sắp dành đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới rồi bà nhỉ? Vâng, để ông đi lại cho đỡ vất vả. Có xe, mình đi lại thăm các con ở xa cũng thuận tiện hơn, không cần chúng nó phải đưa đón nữa. Mà chiều bà có thấy thằng bé Quân sang lấy xoài không? Không ông à, tôi dặn nó sang lấy mà chắc lại mãi ôn thi nên quên mất rồi. Thằng bé giống cha như đúc, ở cả cái tính chịu khó và hiếu học. Rõ khổ, nếu như ba thằng bé còn, có phải hai mẹ con nó đỡ vất vả hơn không? Hàng xóm láng giềng với nhau, vậy mà mình chẳng giúp được gì nhiều. Ai như thằng Quân. Quân, Quân ơi. Dạ, bác Tư. Thế nào rồi hả Quân? Các bạn khác đã có kết quả thi đại học hết rồi, thế còn cháu? Cháu có giấy báo chưa? Dạ cháu, cháu trượt rồi bác ạ. À, sao lại thế được? Cháu học rất chắc cơ mà. Thế được bao nhiêu điểm? Dạ, thôi, cháu chào bác. Cháu có việc gấp phải đi đây ạ. À, ơ kìa, Quân, Quân. Bác Tư, khổ thân bạn ấy. Có giấy báo trúng tuyển rồi, nhưng mà mẹ bạn ấy mới bị phát hiện bị ung thư máu, nên có lẽ Quân không thể nhập học được bác à. Cậu ấy phải để dành tiền lọc máu cho mẹ. Trời ơi, thật vậy sao? Thế mà bác không hay biết gì hết. Mấy nay bạn ấy buồn lắm. Bà à, có lẽ nhà chúng ta phải tạm lùi mua chiếc xe mới lại một thời gian. Ủa, ông luôn miệng nói chỉ chờ nhà mình tích góp đủ tiền là mua xe. Giờ đủ tiền rồi thì ông lại... Bà, chúng ta đi xe đạp bao năm cũng có sao đâu. Nhưng có một người cần số tiền ấy hơn chúng ta nhiều bà ạ. Thôi, tôi giải thích cho bà sau. Giờ tôi phải đi gấp, không thì không kịp mất. Ờ, cái ông này. Quân à, Quân. Dạ, chào bác Tư. Quân à, cháu đi đâu vậy? Ờ, dạ, cháu... cháu lên thành phố kiếm việc bác ạ. À, cháu phải đi làm để kiếm tiền thôi. Quân à, chừng này có đủ không cháu? Ờ, số tiền này là sao bác? Quân à, bác biết hết rồi. Cháu hãy cầm lấy số tiền này về trả chú Huân, còn lại thì làm thủ tục nhập học đi nhé. Bác, cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không thể nào nhận số tiền này của bác được. Quân à, hãy gắng lên, đừng bỏ phí mơ ước của mình như vậy. Hãy cố gắng lên. Nếu ngại thì coi như là
tiền bác cho vay tới khi nào ra trường kiếm được việc làm thì trả lại cho hai bác cũng được mà. Hãy viết tiếp ước mơ của mình và viết cho cả mẹ cháu, cả các bác nữa Quân nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cháu cảm ơn bác. Thử lòng. Các em hãy chú ý cách tôi làm. Và tìm cách giải thích cho hiện tượng trên nhé. Kỳ lạ quá. Đó là gì nhỉ? Các em hãy cho thầy biết chất màu tím ma thuật này là gì. Thưa thầy, chúng em không biết ạ. Thực ra, bí mật nằm ở chất bột trên các tấm giấy. Đó là nitrogen iodide, một hợp chất hóa học cực kỳ nhạy cảm. Do cấu tạo hình kim tự tháp với ba nguyên tử iốt to lớn nằm gần nhau gắn với nguyên tử nitơ. Chỉ cần bất cứ kích thích nhỏ nào, thậm chí là một cơn gió nhẹ, nitrogen iodide cũng sẽ nổ ngay lập tức. Hóa ra là vậy, thú vị quá. Đây chính là bài học hôm nay của chúng ta. Hợp chất nitrogen iodide. Mời các em ổn định chỗ ngồi và chúng ta bắt đầu bài học. Các em chú ý nhé. Nhanh thật, thế mà chúng ta đã làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi. Tôi già rồi, phải nhường bước cho thế hệ trẻ chứ. Vậy ngài đã tìm được người kế nhiệm thay thế ở vị trí này chưa? Tìm được rồi, là một người tôi rất ưng ý. Là ai vậy? Là Mark, giảng viên thực tập mới khoa tôi. Một cậu thanh niên có đam mê nghiên cứu, lại thông minh và sáng tạo. Tuy nhiên, có một điều tôi cứ suy nghĩ mãi. Chuyện gì vậy giáo sư? Thật khó để một người trẻ gắn bó với viện nghiên cứu khô khan và nhàm chán này, với một đồng lương chẳng mấy để có thể lo được cuộc sống no đủ. Tôi không biết liệu cậu ấy có kiên trì cho tới cùng để theo đuổi con đường nghiên cứu này giống tôi không. Tôi có ý này hay lắm. Tôi sẽ đích thân đề nghị cậu ta một công việc khác ở công ty thực phẩm hóa học với mức lương vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ thử xem cậu ấy lựa chọn thế nào, rồi ngài sẽ có quyết định của riêng mình. Không được, chúng ta đừng đánh giá đạo đức con người qua một sự lựa chọn của họ. Mark xuất thân trong một gia đình rất nghèo khó. Thử nói, khi ngài đưa ra một công việc với mức lương hấp dẫn, một mặt ngài lại trông chờ anh ta từ chối công việc lương cao đó để gắn bó với phòng nghiên cứu, thì đây là yêu cầu quá cao, chỉ dành cho bậc thánh nhân, không màng tới danh lợi mà thôi. Vậy ngài quyết định thế nào? Tôi sẽ đặt niềm tin ở Mark. Lòng người nhiều khi không phải vàng thau để đem ra thử lửa được đâu. Có đúng là không nên dùng phép thử này không? Rất nhiều năm sau đó. Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến lắng nghe buổi thuyết trình của tôi ngày hôm nay. Rất mong có những đóng góp hữu ích ạ. Chúc mừng giáo sư, bài thuyết giảng xuất sắc quá. Mark, anh đã không phụ lòng giáo sư Davi. Anh quả thật là người kế nhiệm tài ba. Cảm ơn phó viện trưởng. Tôi không nghĩ là anh gắn bó được với phòng nghiên cứu lâu vậy đâu. Hồi xưa tôi đã định thử lòng anh mà coi như không cần thiết rồi. Thử lòng ư? Chuyện là thế nào thưa phó viện trưởng? Anh sao thế Mark? Thật may là hồi ấy giáo sư Davi đã không quyết định thử lòng tôi. Ngài biết không, khi đó nhà tôi lâm vào khó khăn lớn. Ba tôi mắc vào một khoản nợ và mẹ tôi ốm nặng. Cả gánh nặng gia đình đặt lên vai tôi. Nếu lúc đó ngài đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Thật vậy ư? Đúng vậy,
Và chắc chắn lúc đó tôi sẽ không quyết định theo đuổi công việc ở phòng nghiên cứu với mức lương thấp như vậy. Đó hẳn là một sự lựa chọn đáng hổ thẹn, phải không Phó Viện trưởng? Không đâu Mark à, ai cũng có quyền lựa chọn những điều tốt nhất cho cuộc sống của mình. Chỉ có điều, nếu hồi đó anh lựa chọn làm việc ở công ty thực phẩm hóa học với mức lương hấp dẫn ấy, chúng tôi đã không có được một giáo sư với những công trình khoa học tầm cỡ như bây giờ rồi. Vâng, đúng vậy. Và như đó, tôi sẽ không thể nào đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Khi có một lựa chọn, tôi sẽ theo đuổi nó cho đến cùng và không cần suy nghĩ nhiều. Đúng vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.